Xin kính chào quý vị và các bạn yêu cờ. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình bình luận các ván cờ hay, các tiêu điểm khai cuộc, chung cuộc, đặc sắc và mới nhất của các danh thủ đương đại. Trong chương trình của buổi tối hôm nay, tôi xin hạnh gửi đến các bạn một trận thi đấu rất hay, hấp dẫn và chất lượng đã diễn ra tại giải thi đấu cờ tướng tượng kỳ quán quân Trung Quốc tranh cúp Bích Quế Viên Bôi lần thứ 9. Đây là trận đấu được tổ chức vào ngày 14 tháng 12 năm 2020 trong khuôn khổ của vòng thi đấu thứ 3 tại Nhanh Thắng giữa hai đại cao thủ hàng đầu nằm trong top 10 của kỳ đàn Trung Quốc. Đó chính là Ngọc Diện Thần Quân Tưởng Xuyên, kỳ thủ xếp thứ 3 đã từng một lần vô địch Trung Quốc vào mùa giải 2010. Và một người đó là Ngoại Tinh Lai Cách Vương Nhất, kỳ thủ số 1 đương thời, người đã từng 3 lần sở hữu danh hiệu quán quân Bích Quế Viên Bôi. Giải đấu Bích Quế Viên Bôi là một giải đấu nổi tiếng thường niên được tổ chức hết sức là quy mô và trang trọng nhằm tôn vinh những giá trị nghệ thuật của môn cờ và đặc biệt ca ngợi tài năng kiệt xuất của các nhân vật đã từng giành được danh hiệu quán quân toàn quốc. Năm nay thì tại Bích Quế Viên Bôi lần thứ 9 có sự tham dự của 16 vị kỳ vương và thi đấu theo thể thức loại trực tiếp 2 lần thua. Sau những vòng chiến đấu đầu tiên thì Tưởng Xuyên và Trịnh và Vương Nhất đều là những người đã giành những chiến thắng rất vang dội. Tưởng Xuyên đã loại được hai lão tướng đó là Đào Hán Minh và Từ Thiên Hồng. Còn Vương Nhất thì đã cũng vượt qua được các danh thủ Lã Khâm và Trịnh Đồng. Và hai cao thủ không hẹn mà gặp, họ đã hội ngụ tương phùng tại vòng thi đấu thứ 3 để tranh đoạt những khả năng đi tiếp tại Nhanh Thắng. Ván cờ này Tưởng Xuyên là kỳ thủ sẽ cầm quân đỏ đi tiên. Và anh nổi tiếng trên kỳ đàn nhờ một trí nhớ rất phi thường và là người được có nền tảng khai cục rất tốt, từng được coi là ông vua khai cuộc của cờ tướng hiện đại. Đây là kỳ thủ có lối chơi rất là chậm chắc, cẩn thận, từ tốn, đường tính rất sâu xa, thủ pháp nhập cuộc quen thuộc được giới giang hồ gọi là thiết xa trưởng. Mặc dù nó không có những lối đánh hoa mỹ, tráng lệ, nhưng bù lại nó lại có một sự ổn định chắc chắn và đặc biệt có độ hiệu quả rất cao. Ván cờ này Tưởng Xuyên thuyết kích khai cuộc bằng hệ thống pháo đầu tấn công theo lối binh ba vô cùng là sắc sảo. Bên đỏ pháo 2 bình 5, bên đen mã 8 tấn 7, bên đỏ mã 2 tấn 3, bên đen xe 9 bình 8, bên đỏ xe 1 bình 2, bên đen bình 3 tấn 1. Như vậy các bạn thấy rằng để đối phó với cả trận thức pháo đầu quen thuộc của Tưởng Xuyên, một kỳ thủ được nổi danh là ông vua khai cuộc của kỳ đàn Trung Quốc trước đây, Vương Nhất rõ ràng là cũng cảm thấy bị áp lực bởi vì Tưởng Xuyên cũng như tất cả các kỳ thủ khác luôn luôn ấp ủ những phi đao rất là sắc bén để có thể hạ gục đối phương trong chớp mắt. Ở lớp cờ này, Vương Nhất đã sửa cờ không đi nước đi mã 2 tấn 3 để hình thành bình phong tròn cho đối phương lựa chọn giải pháp, mà ở đây anh quyết định chủ động gò theo đường binh 3, tức là Vương Nhất rất tự tin bằng hệ thống bình phong mã cổ điển. Các nước biến tiếp theo, hai bên dàn quân một cách tuần tự và nhuần nhuyễn bằng những cái thủ pháp và đưa trận đấu về hình thế ngũ thất pháo tiến tam binh công phá bình phong mã. Bên đen ở nước cờ thứ 7 lựa chọn đường đi tước 3 tấn 5 là một lối đánh rất là thịnh hành và quen thuộc. Lối đánh tước 3 tấn 5 có khả năng phản kích rất tốt cho bên đi học. Sau đó hai bên tiếp tục dàn quân và trận đấu đã diễn ra theo hình thế rất là cơ bản. Tiếp theo bên đen Vương Nhất quyết định pháo 8 bình 9 mở pháo đường biên để đấu xe. Đây là một nước cờ thâm trầm và có ý tứ rất hay. Nó thay thế cho những nước cờ chống sĩ trước đó mà các danh thủ Trung Quốc đã nghiên cứu trong thập niên 90 của thế kỷ trước. Nước cờ này sẽ giúp cho bên đen thử được phản ứng của bên đỏ. Bên đỏ bây giờ sẽ có hai sự lựa chọn trong tình huống tiếp theo, hoặc là đi nước cờ chính thường đơn giản để có thể tạo ra một trận thế ổn định và vững vàng, đó là xe 2 tấn 3 đấu xe ngay, hoặc có thể tạo ra một trận thế phức tạp, hỗn độn và khó kiểm soát hơn bằng thủ pháp xe 2 bình 3. Ở đây thì như tôi đã giới thiệu, Tưởng Xuyên là kỳ thủ thuộc về trường phái hiện đại. Anh là kỳ thủ có lối chơi rất khoa học, chặt chẽ, lối đánh rất là từ tốn và sâu xa. Tưởng Xuyên quyết định lựa chọn theo đường lối giản minh, đó là xe 2 tấn 3 đấu xe ngay. Ngoài thủ pháp xe 2 tấn 3 ra, thì một số các kỳ thủ người ta cũng có thể thích sử dụng nước đi xe 2 bình 3,
sẽ tạo ra một trận đấu trở nên sôi động, tưng bừng và hấp dẫn hơn. Ví dụ ở đây tôi có thể giới thiệu biến hóa đó là xe 2 bình 3, hai bên sẽ dàn quân theo kiểu khác. Bên đen pháo 9 thoái 1, bên đỏ bình 3 tấn 1, bên đen bình vào bắt xe, bên đỏ chạy xe, sau đó là những lực cờ tiếp ứng của cả hai bên. Ở thế trận này thì thường bên đỏ sẽ sử dụng hình thế gọi là song long kẹp cừu, tấn xe xuống hàng cừu đối phương để có thể khóa bắt tượng và hỗ trợ cho pháo mã của mình lối tiếp phía sau. Đến đây bên đen sẽ phải thủ pháo 2 bình 4, bên đỏ xe 4 tấn 2 đang dọa lực cờ mã 4 tấn 6 đập vào tượng, sau đó là mã 6 lại lướt qua lộ 4 để tấn công. Bên đen kê pháo 7 bình 6 để chống nước cờ đó của đối thủ và sau đó phục kích lướt đi xe 8 tấn 5 bắt mã. Bên đỏ sẽ nhất quán tư tưởng bình 5 tấn 1 để chuẩn bị phế mã, đưa tốt 5 qua sông, tạo ra một trường tranh chiến rất ác liệt. Bây giờ chúng ta sẽ trở lại với thực chiến của ván đấu giữa Tưởng Xuyên và Vương Nhất diễn ra vào ngày 14 tháng 12 vừa qua. Vương Nhất sau khi mời đấu xe thì Tưởng Xuyên đã đấu xe ngay và hai bên lại ngựa cũ quen đường, tạo ra một tình thế tiếp theo. Lực biến tiếp theo bên đỏ sử dụng đó là pháo 7 thoái 1. Đây là một đòn đánh rất âm thầm, sâu lắng và có độ tinh tế cao. Lực cờ này là lực cờ mà tương đối là ảo diệu. Nó giúp cho Tưởng Xuyên sau này có thể có quyền chủ động biến hóa con pháo này theo một hướng mà mình có lợi nhất. Lực cờ này còn có tác dụng là tránh trước thủ phát tranh tiên đoạt thế của bên đen, đó là mã 2 tấn 1, mã đạp đường biên, sau đó sẽ có đường đi của xe và tốt ở lộ 1. Sau lực cờ này thì đến lượt bên đen đi, bên đen quyết định xị 4 tấn 5 để có thể chống lại những cái thủ pháp tấn công trung lộ liên tục của bên đỏ, và đồng thời đây là một lực cờ để củng cố hàng phòng tuyến, tránh cho đối phương có thể đột phá khá nhanh về trung lộ. Bây giờ đến lượt bên đỏ đi, lẽ dĩ nhiên sau lực cờ pháo 7 thoái 1, bên đỏ sẽ có những cái lực biến mà rất là thịnh hành, đó chính là binh 5 tấn 1, sau đó là thủ pháp xe 6 tấn 2. Như vậy là một tổ hợp, một series 3 lực biến, đó là thoái pháo, đấm tốt và tiến xe. Đây là những lực cờ gọi là trọng yếu trong phần khai cuộc để giúp bên đỏ có thể từ từ khai thông thế tấn công. Có thể nói cách thức Tưởng Xuyên đang lựa chọn đây là một cách thức hoãn công, mặc dù nó không vội vã, không dồn dập nhưng mà có độ sâu lắng và sẽ chiếm ưu một cách từ từ, và chính là điểm mạnh nhất của hệ thống ngũ thất pháo tiến tam binh. Sau lượt đi xe 6 tấn 2 của đối phương để mở rộng chiến tuyến, các bạn thấy rằng bên đỏ đã kiểm soát được hàng tốt, tránh cho đối phương sau này có thể vật pháo lên đường biên. Đồng thời con xe ở lộ 6 bây giờ có khả năng tác chiến rất mạnh, có thể bình vào trung lộ, bình vào lộ 4, bình qua lộ 2 đều được. Đến đây, đến lượt bên đen đi, bên đen quyết định tìm lực cờ theo như sách vở, đó là pháo 9 thoái 1, một lực cờ chờ đợi khá là hay để chờ xem bên đỏ đi đâu. Lực cờ này sau này sẽ giúp cho bên đỏ có thể bình vào lộ 7, sau đó tìm cách phản công ngược lại ở lộ 3 của bên đỏ. Các bạn thấy rằng cả hai bên đều đang đi theo chính trận và cực kỳ là nhuần nhuyễn trong tư duy phát triển hình cờ. Tiếp theo, đến lượt ông vua khai cuộc, Ngọc Diện Thần Quân Tưởng Xuyên sẽ là người xuất thủ. Tưởng Xuyên quyết định lối tiếp bằng thủ pháp mã 3 tấn 2, một đường đi cực kỳ sáng tạo trong hệ thống này. Trước đây mọi người thường đi lực cờ mã 3 tấn 4, tuy nhiên thì bây giờ đối với các cao thủ đã có sự hỗ trợ của nền tảng sách vở đầy đủ, cũng như một lý luận cờ tướng được lâm tầm, và đặc biệt là có phần hỗ trợ của công nghệ software, thì các danh thủ đã biến những cái chiêu thức cũ trở thành những cái chiêu thức rất là mới mẻ và độc đáo, đặc biệt là những cái ngọn đòn phi đao khiến cho đối phương rất là ngỡ ngàng và sững sờ, chỉ chớp mắt thôi đã có thể nhận những bắn thua rất là tan tác. Lực cờ mã 3 tấn 2 nó có sẽ khác gì so với lực cờ mã 3 tấn 4 thì chúng ta có thể phân tích sau đây. Sau lượt đi mã 3 tấn 2 của đối phương, Vương Nhất bắt đầu mở một cuộc phản công ở đường biên bằng thủ pháp quen thuộc, đó là binh 1 tấn 1 mời đầu tốt để có thể thông lộ xe. Và bây giờ các bạn sẽ thấy được sự khác nhau giữa hai lực cờ, đó là mã 3 tấn 3, mã 3 tấn 2 và mã 3 tấn 4. Lực cờ mã 3 tấn 4 thì sau này bên đen sẽ có đường cờ xe 1 bình 5 ăn tốt đầu, đuổi luôn mã tranh tiên. Có lực cờ mã 3 tấn 2 thì nó vẫn có khả năng vượt sông bằng thủ pháp ăn vào tốt lộ 7 của đối phương, nhưng nó lại có một sự nhanh nhẹn hơn và lợi thế hơn một chút, đó là bên đen sẽ không kịp ăn mã mà bên đen sẽ phải ăn qua hai đầu binh mới có thể tiếp
tiếp cận được cái con mã chiến trên hà của bên đỏ. Như vậy các bạn thấy rằng cùng một lực bay, những lực cờ bay mã ra ngoài, nó sẽ giúp cho bên đỏ tiết kiệm được thời gian và có thể tăng nhanh tốc độ tấn công của các quân chủ lực khác, thay vì phải cứu quân mã đó một cách rất vất vả. Sau lượt đi xe 1 tấn 2 thông lộ biên của bên Vương Nhất, đến lượt Tưởng Xuyên đi. Tưởng Xuyên lúc này bắt đầu ra tay tấn công ngay bằng nước đi xe 6 tấn 3 rất là hung hãn. Đây là thủ pháp để cho Tưởng Xuyên có thể xông vào trận địa của đối phương, chuẩn bị tư thế xe 6 bình 8 để bắt đôi. Và trước đây thì bên đỏ ở lượt cờ này thì đa phần các danh thủ hay lựa chọn giải pháp đó là mã 2 tấn 3 đạp thẳng mã vào tốt của bên đối thủ, rồi tìm cách để có thể đánh trúng vào trung lộ bằng những lượt đi binh 5 tấn 1, hoặc là sau này có thể chuyển pháo 7 bình 3 đấy, rồi có thể mở một cuộc tấn công nào đó rất rực lửa vào lộ 5. Ở hình thế này thì Vương Nhất cũng không hề xa lạ gì, bởi trước đây thì Vương Nhất đã từng đọ sức với danh thủ Lã Khâm ở giải Dương Quan Lân Bôi, và anh ta đã dùng cầm quân đen hậu thủ và chiến thắng được đại cao thủ của tỉnh Quảng Đông trong một hình thế tương tự. Năm đó thì Vương Nhất đã đối phó với lực cờ này của Lã Khâm bằng cách pháo 2 bình 1, sau đó thì hai bên tiếp trận rất là nhanh và nó tạo ra một trường tranh sát rất là mạnh. Tuy nhiên thì ở bối cảnh này thì do vị trí chiếm giữ của quân xe trên tuyến Kỵ Hà của Vương Nhất rất là khỏe, cho nên về sau Lã Khâm đã hết lực mà phải nhận thua. Các bạn thấy rằng bên đen đã đi những lực cờ rất là độc đáo, xe 7 bình 6 phế mã chuẩn bị xuất tướng trợ công để đánh ngược trở lại Lã Khâm. Lã Khâm buộc phải điều chỉnh trận hình và đó là cơ hội để đấu xe cứu quân của bên Vương Nhất. Và về sau là nhờ hơn cây cho nên là bên đen đã hóa giải được toàn bộ thế trận của Lã Khâm và đã giành chiến thắng ở Dương Quan Lân Bôi. Trở lại với thực chiến vào ngày 14 tháng 12 vừa qua thì do Tưởng Xuyên là một ông vua khai cuộc của kỳ đàn, Tưởng Xuyên đã không đi lực biến mã 2 tấn 3 cổ điển mà đã đi lực biến xe 6 tấn 3 rất là mạnh mẽ và có tính chất tân thời. Lực cờ này đang khiến cho bên đen phải đỡ rất là vất vả. Và thực chiến thì sau một hồi suy nghĩ thì danh thủ Vương Nhất đã quyết định đi lực cờ phòng ngự, đó là lực cờ chạy pháo trước, đi lực cờ pháo 2 bình 3. Và tuy nhiên thì sau này khi mà phân tích lại thì giới cờ cho rằng lực cờ pháo 2 bình 3 của Vương Nhất thực sự không tốt lắm. Lực cờ này thay vì chạy pháo vào lộ 3 lên chạy pháo vào lộ 1 đấu mã ngay, thì khi đó khả năng là Vương Nhất có thể đỡ được bàn cờ này trước Tưởng Xuyên. Cụ thể biến hóa như sau: nếu bên đen đi lực cờ pháo 2 bình 1, bên đỏ mà có chạy xe 6 bình 8 bắt mã thì bên đen sẽ có lực cờ vật pháo xuống đổi quân ngay. Đấy, vật pháo xuống đổi quân ngay. Và đến đây thì bên đỏ sẽ phải có hai lựa chọn, hoặc là tượng 7 tấn 9 ăn pháo, hoặc là xe 8 thói 1 ăn mã. Nếu tượng 7 tấn 9 ăn pháo thì đối phương sẽ có đường cờ mã 2 tấn 3 chạy mã ăn tốt, chuẩn bị nhằm vào pháo đầu để có thể giảm trừ uy lực và hạn chế đi tầm sát thương trung lộ của bên đỏ. Như vậy là ở đây bên đỏ thường sẽ xe 8 thói 1 thì bên đen sẽ chạy ngay pháo, vừa thoát khỏi tầm truy sát mất quân của bên đối phương và vừa có thể co về tuyến sau để phòng ngự những cái đường cờ tấn công trung lộ của bên bên đi tiên. Như vậy các bạn thấy rằng là theo phân tích thì Vương Nhất ở lực cờ vừa qua lên đi lực cờ pháo 2 bình 1 một cách thận trọng và cẩn thận hơn là lực cờ pháo 2 bình 3 có tính chất khá là mạo hiểm. Và trên thực chiến thì với bản tính của mình thì Vương Nhất đi lực cờ pháo 2 bình 3 muốn giữ lại một sự biến hóa nhất định để có thể đánh vào vị trí tượng lộ 7 của bên đối phương. Sau lực cờ pháo 2 bình 3 của danh thủ Vương Nhất, Tưởng Xuyên bắt đầu tấn công ngay và bằng thủ pháp tiếp theo đó là bình 5 tấn 1. Đấy, các bạn thấy rằng là bên Tưởng Xuyên đã chuẩn bị sẵn những ngọn đòn phi đao để dành riêng cho Vương Nhất, một cao thủ và nổi tiếng là khả năng chơi trung tàn. Và Tưởng Xuyên đang áp dụng đúng với cả binh pháp tôn tử và lấy thế mạnh của mình để có thể chọi lại đối phương, dùng sở trường để có thể tránh sở đoạn. Các bạn thấy rằng lực cờ binh 5 tấn 1 là một lực cờ thực sự rất hay, nó tiếp ứng cho cái mặt trận tấn công phía trên của bên đỏ. Đây là một lực cờ để dẫn dụ, tránh đi những cái thủ pháp mà đối phương có thể phản đòn,
Các bạn thấy rằng bây giờ quay trở lại các nước cờ trước đó, các bạn thấy rằng bên đỏ đi được cờ mã 3 tấn 2 thực sự là có mưu tính rất sâu. Chứ còn nếu nhảy mã 3 tấn 4 thì lại không đấm được binh 5 vì sẽ chết con mã ở trên hàng ngay. Sau lượt đi binh 5 tấn 1 của đối phương, bên đen sẽ có hai sự lựa chọn. Thực chiến thì thương nhất đã đi nước cờ xe 2 bình 7 để có thể ăn tốt đuổi mã, hy vọng rằng Tường Xuyên sẽ phải hòa hoãn thế công và lùi quân để bên đen sẽ có thời gian để phòng ngự rất tốt. Ngoài nước cờ này ra, nếu như bên đen mà đi nước cờ non yếu, đi nước cờ binh 3 tấn 1 đuổi xe thì sao? Thì khi đó sẽ dính vào trận địa mai phục trước của bên đỏ bằng nước đi xe 6 bình 8 đang dọa bắt mã. Nếu con mã này mà chạy mã 2 tấn 3 hoặc mã 2 tấn 4 thì đều sẽ bị dính đòn pháo 7 bình 9 chết xe ngay. Đấy, các bạn thấy rất là độc hiểm của bên đỏ bằng cái thủ pháp tấm binh 5 để dẫn dụ đối phương sang sông phản kích. Cho nên là Vương Nhất chọn lựa đường đi xe 1 bình 7 cũng rất là dễ hiểu và mạch lạc trong bối cảnh này. Lúc này đây, đến lượt bên đỏ sẽ là người tìm cách tấn công tiếp theo. Hình thế này, quân lực của bên đỏ đang có nguy cơ bắt chết con mã ở cánh phải. Con mã này mà chạy về đường biên thì đường cờ rất là tối, và đối với các cao thủ thì họ bao giờ cũng ưu tiên cho thế quân của mình hơn so với cả lực quân. Sau nước cờ xe 1 bình 7 của bên đen, bên đỏ tiếp vững bằng thủ pháp tấn công liên hồi binh 5 tấn 1 khoan thẳng vào lộ 5 phế mã để tranh tiên đoạt thế đối với cả bên đen, bởi vì Tường Xuyên tính rằng bỏ mã ở cánh phải thì sẽ giúp cho bên đỏ sẽ tăng cường tốc độ tấn công của trung lộ, sau này có thể hy vọng phá tượng và chuyển xe qua là có thể lấy lại quân, hoặc không lấy lại quân lực thì cũng ít nhất cũng tạo ra một thế tấn công rất là hung hãn dành cho Vương Thế Nhất. Và quả nhiên sau lúc cờ này khiến cho Vương Nhất ta phải đau đầu suy nghĩ. Trước khi nghĩ đến viễn cảnh ăn mã, Vương Nhất quyết định đi lúc cờ bình 3 tấn 1 để có thể tấn tốt qua sông để đuổi xe, sau đó tìm cách để văng mã tới và dọa ăn lại pháo đầu, hy vọng hòa hoãn được thế công của bên đỏ. Còn nếu như bên đen mà tham ăn mã xe 7 bình 8 thì đối phương sẽ không ngần ngại gì mà không binh 5 tấn 1 phá tượng để mở toang trung lộ, sau đó có thủ pháp xe 6 bình 8 bình xe bắt cục, bắt lại mã trong chớp mắt. Như vậy là các bạn thấy rằng là cả hai bên đều đã công thủ một cách rất là toàn diện và chính xác. Đến đây, sau lúc cờ binh 3 tấn 1 của Vương Nhất buộc Tường Xuyên phải chạy xe 6 bình 8, và đó là cơ hội để bên đen mã 2 tấn 4 đang dọa lúc cờ mã 7 tấn 5 hoặc là mã 4 tấn 5, buộc lòng Tường Xuyên phải dùng tốt phá tượng để có thể tránh cái lúc cờ mã 7 tấn 5 của đối phương, đồng thời làm suy yếu khả năng phòng ngự trung lộ của bên Vương Nhất. Một lực cờ rất tích cực và logic của Ngọc Diện Thần Quân. Và qua những lực cờ vừa qua, các bạn có thể thấy rằng là khả năng tấn công điều tiết ở phần khai cuộc bởi những sự hiểu biết sâu sắc và những ngọn đòn phi đao rất tân thời của Tường Xuyên đã giúp cho nhân vật số 3 Trung Quốc cảm thấy cực kỳ tự tin khi mà đối đầu với cả năng lực xử lý trung tàn cao siêu của Ngoại Tinh Ngai Khách. Tường Xuyên đang dùng sở trường để tránh sở đoạn và đã có được một trận thi đấu rất thành công, buộc lòng bên đen phải mã 4 tấn 5 để có thể tiêu trừ con pháo đầu uy lực của bên Vương Nhất, của bên Tường Xuyên. Tường Xuyên tước 7 tấn 5 và đổi cây và đồng thời ép bên đen phải dùng xe ăn mã trong bối cảnh này. Sau đó Tường Xuyên có lực cờ nhấp nhả rất là hay, tấn xe chiếu tướng buộc đối phương phải sĩ 5 thoái 4 và tiếp tục giữ tốt binh 5 bình 4 bắt mã ngay. Bây giờ đến lượt bên đen sẽ đứng trước một cái nguy cơ là có thể chết lại cây, hoặc là nếu như có cứu được cây thì tình huống có thể xảy ra như thế nào. Đến đây bên đen có 3 lực biến để lựa chọn. Trên thực chiến thì Vương Nhất đi lực cờ mã bạ pháo 3 tấn 4 để tiêu trừ tốt và mời đấu. Ngoài lực cờ pháo 3 tấn 4 này ra thì Vương Thiên Nhất còn có thể có 2 lựa chọn khác. Lựa chọn thứ nhất đó là pháo 9 bình 5 bình pháo vào trung lộ để có thể chiếu phản và tìm cơ hội để chạy mã. Khi đó bên đỏ buộc phải chống sĩ, bên đen tìm cơ hội mã 7 thoái 8, và bên đỏ sẽ tận dụng thời cơ đi lực cờ binh 4 tấn 1 để có thể đuổi lại con pháo đầu của đối phương, ép cho Vương Nhất phải chạy pháo. Nếu Vương Nhất mà đi lực cờ pháo 5 tấn 1 sẽ bị dính đòn một tốt đổi đôi sĩ, và sau đó sẽ có thủ pháp xe 8 bình 6 chiếu tướng rồi xe 6 thoái 2 là bắt quân. Ví dụ như thế này thì sẽ là bị dính đòn mất cây ngược trở lại của bên Tường Xuyên ngay, và hình này là hình cực ưu dành cho bên đỏ. Cho nên là
ở hình ngược lại, khi mà đi top 4 tấn 1 thì bên đen buộc phải nhô pháo 5 tấn 5. Khi đó Tường Xuyên sẽ tiếp tục phát huy công thế của mình bằng nước cờ giật xe mời chóc pháo để dọa vỗ vào trung lộ để ăn cây, buộc bên đen phải giật xe về giữ, và bên đỏ sẽ tìm thời cơ binh 7 tấn 1 tiếp ứng để bắt tiếp tục quân, khiến cho bên đen lại phải vất vả chui pháo vào đầu, dọa nước cờ vật pháo chiếu ăn tượng chiếu tướng đoạt xe. Và linh này là hình cờ mà dẫn đến một trường tranh chiến mới, nhưng mà bên đỏ sẽ là người sẽ có được cái lợi thế bằng cái thủ pháp gọi là khí tử tranh tiên, bỏ quân đoạt thế vô cùng là chính xác. Hình cờ này là hình cờ bên đen dù hơn mã nhưng mà kém phân toàn tập, và với trình độ của Tường Xuyên thì vương nhất vẫn dễ, rất dễ thua. Như vậy qua nước cờ vừa qua, các bạn thấy rằng không thể đi nước cờ pháo 9-5 được. Còn nếu như thay vì pháo 9-5 mà đi nước cờ sĩ 6-5 thì bên đen sẽ phải chết lạnh mã, nhưng mà tình huống cũng không giúp cho bên đen sáng sủa gì. Các bạn thấy rằng như hình thế này thì rõ ràng là cao thủ Tường Xuyên là người sẽ có thể giành được một cái ưu thế về trận tình rất tốt. Đấy, qua phân tích các bạn thấy rằng những nước cờ gọi là bỏ trước đặt sau và những cái đường đao đột phá trung lộ của Tường Xuyên thực sự là rất hiệu quả, và điều này giải thích cho việc tại sao anh ta đã tiến một cách rất từ từ và ổn định với một phong độ bay cao, và không có một ai có thể cản trở được Tường Xuyên trên bước đường có thể giành được chức vô địch của giải Bích Quyên Bôi lần thứ 9 một cách cực kỳ xứng đáng. Trở lại với thực chiến của ván đấu thì kỳ thủ cầm quân đen là Vương Nhất đã không đi nước cờ pháo 9-5 và cũng không đi nước cờ sĩ 6-5, anh ta đi nước cờ pháo 3-4 rất là dễ hiểu, vẫn bỏ lại cây và vẫn có thể ăn lại tốt và tìm đường phản kích tiếp theo dành cho đối phương. Lúc này thì bên đỏ buộc phải binh 4-3 ăn lại mã, bên đen vỗ pháo vào đầu chiếu, sau đó có thủ pháp vật pháo lên biên để tìm đường phản kích, chuẩn bị đi nước cờ pháo 9-3 rồi hạ xe xuống đáy để quyết một trận sống còn với cả Tường Xuyên. Tường Xuyên ngay lập tức điều xe về lộ điều xe về ba nước, chuẩn bị tư thế xe 9-5 vỗ xe vào đầu chiếu tướng ăn pháo, buộc bên đen phải chạy pháo ngay, sau đó là thủ pháp binh 3-1 tiến tốt nhập thành, chuẩn bị tốt 3-4 để kẹp cừu, tạo ra một hình thế nguy hiểm dành cho đối phương. Đến đây thì đã bước qua giai đoạn trung cuộc, bên đỏ đã thực hiện được ý đồ bỏ trước đoạt sau và lời hơn một tượng, và con tốt qua sông vẫn còn tồn tại. Đây là một mối nguy tiềm tàng dành cho Vương Nhất. Vương Nhất thì mặc dù hơn tốt và đã án ngữ được khả năng phát triển của cánh mã biên, nhưng mà thực chất thì xe hai pháo đang trùng chân, chưa tạo ra một thế đánh vững chắc. Hình cờ này là hình cờ Tường Xuyên vẫn đang giành được ưu thế trên chiến trường. Sau đây chúng ta hãy xem tiếp hai cao thủ sẽ có màn công thủ như thế nào trong giai đoạn tiếp theo. Sau lượt đi binh 3-1 chuẩn bị nhập cửu của bên đỏ, bên đen đã đi một lượt cờ rất là hoài nghi, đó là tượng 7-9. Đây là lượt cờ công thủ không rõ ràng của Vương Thứ Nhất và nó tương đối mềm yếu. Đó chính là nguyên nhân đầu tiên dẫn đến một sự thất bại lặng lề trong ván đấu này của Vương Thứ Nhất, khi mà Vương Nhất không thể nào mà có thể tạo ra được một cái thế phản công ác liệt để kìm hãm thế trận rất là trầm hùng của bên đỏ. Đây là một lượt cờ tương đối là khó hiểu của bên ngoại tinh lai khách. Và có thể cho thấy rằng qua những lượt cờ vừa rồi, Vương Nhất chắc chắn đã chịu một sức ép về tâm lý rất lặng lề khi đối đầu với cả một loại hình khai cuộc vô cùng đáng sợ của Ngọc Diện Thần Quân. Thay vì lượt cờ tự 7-9 mềm yếu, Vương Nhất có thể sửa bằng lượt cờ pháo 8-1 khá là hay. Lượt cờ này lượt cờ đang bắt trực tiếp con mã biên của đối phương, buộc bên đỏ phải chậm nhịp để có thể đỡ đòn sĩ 5-4, thì khi đó Vương Nhất sẽ chạy xe 8-4 giữ mặt, chiếm cái vị trí lộ 4 cực kỳ quan trọng để chuẩn bị xuất tướng ngự giá tân trinh, tạo ra một trường tranh chiến đơn xe song pháo cực kỳ là uy lực. Qua đây các bạn thấy rằng là lúc này nếu như bên đỏ mà đi lướt cờ không cẩn thận là lập tức sẽ bị dính đòn tướng 5-4 của đối phương, rồi pháo 9-3 là khả năng bên đen sẽ có thể thắng ngược trở lại. Trên thực tế thì Tường Xuyên đã nắm bắt được cơ hội khi đối phương đi dùng giải pháp khá là mềm yếu, đó là tượng 7-9. Ngay lập tức thì Tường Xuyên đã xuất thủ ngay bằng nước đi cực kỳ tinh tế và ảo diệu, đó là thủ pháp pháo 7-8, đang dọa có thể thông lộ pháo và tiến lên phía trên, có thể tiến lên kỵ hà để đóng đầu, tiến lên lộ hoa để có thể vỗ vào đầu hoặc chuyển qua cánh, hoặc là đâm pháo xuống đáy để tạo ra một bức màn tấn công tiếp theo, đó là xe 5-7 rồi dọa chiếu rút. Các bạn thấy rằng lực cờ pháo 7-8 cực kỳ là
khéo léo và kịp thời của Ngọc Diện Tuần Quân phản ánh được một phong độ rất là cao và một lối chơi rất hiện đại, chặt chẽ và sâu xa của kỳ thủ số 3 Trung Quốc. Sau lượt đi này của bên đỏ thì bên đen sẽ có hai sự lựa chọn. Thực chiến thì Vương Nhất đi lướt cờ xe 8 bình 4 để có thể chiếm mặt tướng và chuẩn bị tìm một thế phản công mới. Còn nếu như bên đen mà đi lướt cờ tốt 3 bình 2 để che đường tấn kích của con pháo của đối phương thì lập tức sẽ bị Tử Xuyên chạy xe 5 bình 8, đang dọa ăn mã lên tốt. Bên đen có đi lướt cờ tốt 2 tấn 1 thì bên đỏ cũng sẽ kịp thời xuất kích mã 9 tấn 8. Như vậy là chỉ cần bằng một cái thủ pháp dẫn dụ con pháo thôi thì bên đỏ hoàn toàn sẽ có cơ hội để tăng cường hỏa lực bằng việc đưa mã vào chiến trường. Khi đó thì xe mã tốt ở tuyến trên cộng với một con pháo hỗ trợ ở tuyến dưới, chắc chắn bên đỏ vẫn là người cửa trên so với tình huống tiếp theo của bên đen. Các bạn thấy rằng trung lộ của bên đen bây giờ rất mỏng yếu, không có quân bảo vệ, con mã này chỉ cần nhảy hai đường thôi là lập tức sẽ tạo ra sát cơ dành cho Vương Thứ Nhất. Vì lý do như vậy cho nên Vương Nhất đã không đi lướt cờ tốt 3 bình 2 che lộ pháo và buộc phải đi lướt cờ xe 8 bình 4 để giữ cửa tử trong tình huống tiếp theo. Sau thủ pháp này của bên Vương Nhất, Tưởng Xuyên lặng lẽ chờ thời bằng lướt đi bình 3 tấn bình 4 rất là âm thầm và nguy hiểm. Lướt cờ này là lướt cờ phản ánh được một cái âm mưu chuẩn bị tấn kích truy sát của Ngọc Diện Tuần Quân. Sau lướt đi bình 3 bình 4 của đối phương, bên đen quyết định bình 3 tấn 1 để có thể khống chế đường lên của mã và chuẩn bị tiến tốt xuống tạo ra thế phản công tích cực dành cho bên đen. Bên đỏ xe pháo 8 tấn 8, đây là một lướt cờ mà Tưởng Xuyên đã đầu tư thời gian suy nghĩ khá dài, một thủ pháp tấn công chớp mắt và chớp nhoáng của bên bên đỏ. Được cờ này là lướt cờ khá là hung hiểm, đang dọa thủ pháp tiếp theo đó là pháo 8 bình 4 phế pháo vào sĩ để dùng xe tốt nhập thành, buộc bên đen phải xuất tướng để phòng ngự trước cái đòn đánh pháo 8 bình 4 của đối phương. Các bạn thấy rằng là lúc này đây thì hai bên đang muốn tương kế tiểu kế để có thể lừa thế nhau. Sau lượt đi này của bên đối phương, đến lượt bên đỏ đi, bên đỏ ngay lập tức lại chơi một chiêu pháp cực kỳ ảo diệu, đó là thoái pháo về đáy để chuẩn bị tư thế là bình 4 tấn 1 rồi pháo 8 bình 6 vỗ mặt ngay. Con xe đỏ đang chiếm một cái lợi thế quá lớn trên bàn cờ khi đứng ở lộ 5 chiếm được toàn bộ trung nguyên trong ván đấu này. Đến đây thì đến lượt bên đen đi, bên đen lúc này đây đã đối phó bằng lướt đi bình 3 tấn lộng, bình 3 tấn 1 và đó là một sai lầm chết người đã dẫn đến một ván cờ tan tác của Vương Thứ Nhất. Và thay vì thủ pháp bình 3 tấn 1 thì Vương Thứ Nhất có thể nghĩ đến một số những nước biến khác có thể phòng ngự trong bối cảnh này. Đầu tiên là có thể vào tướng để tránh thủ pháp bình 4 tấn 1 của đối phương. Nếu vào tướng thì Tưởng Xuyên sẽ khả năng sẽ đi lướt cờ xe 5 bình 3 ăn tốt. Đối phương mà có đấm binh xuống thì anh ta sẽ tiếp tục cắt tốt qua đường biên để dọa bắt pháo. Điều này sẽ khiến cho bên đen buộc phải thoái pháo để có thể tránh đòn. Thì bên đỏ sẽ có thời cơ 39 tấn 7 bốc mã lên để tiếp ứng cho tiền tuyến. Hình cờ này là hình cờ Tưởng Xuyên vẫn chiếm ưu, nhưng bên đen vẫn có thể đối kháng được trong ít nhất là 40 hiệp nữa. Ngoài lướt cờ tướng 4 bình 5 ra thì còn có thủ pháp đó là xe 4 bình 1 khá là kiên cường, đang dọa lướt đi bắt mã của đối phương, ép cho Tưởng Xuyên phải ăn mã 9 tấn 7, sau đó là một màn thoái xe để bắt lại đôi, mà tuy nhiên thì cũng sẽ chết lại tốt. Hình cờ này là hình cờ chuyển tàn, tuy là Tưởng Xuyên vẫn đại chiếm ưu thế nhờ hệ thống là sĩ tượng tròn, đối phương thì lẻ sĩ gãy tượng cực kỳ là nguy hiểm trông tranh, nhưng mà bên đỏ đã hết tốt, bên đen hoàn toàn vẫn có khả năng đỡ hòa được. Trên thực chiến thì lượt đi binh 3 tấn 1 của Vương Nhất là một lượt cờ sai lầm nghiêm trọng, là một đòn chí mạng giáng vào hàng phòng tuyến của bên đen, khiến cho bên đen không kịp trở tay để có thể đỡ được những đường cờ rất là trầm hùng và nguy hiểm của Ngọc Diện Tuần Quân. Tưởng Xuyên đã thấy cơ hội chín muồi, lập tức phát động tấn công để giành được chiến thắng. Thủ pháp tiếp theo đó chính là bình 4 tấn 1, cực kỳ hung hiểm, đang dọa lướt cờ pháo 8 bình 6 vỗ mặt của đối phương. Nếu đối phương mà không ăn sĩ về thì sẽ là lướt cờ xe 5 tấn 2 rồi dùng đòn thủy lệ tốt 3, tốt 4 bình 5 chiếu cục ngay. Buộc đến đây Vương Nhất phải ăn sĩ về và đó là thời cơ để Tưởng Xuyên tiếp lối bằng thủ pháp pháo 8 bình 6 vỗ mặt cực kỳ hay. Hình cờ này nếu như có rẽ tốt vào hoặc là đệm pháo vào thì cũng chết xe.
buộc lòng bên đen phải chạy xe 4 bình 1 bắt lạnh má. Bên đỏ trước khi tấn sĩ Triều Tường đã ngay lập tức đảo mã thoái về một công đôi việc. Con mã này vừa chạy khỏi tầm sát thương con xe, vừa dọa mã 8 tấn 7 ăn tốt, vừa dọa mã 8 tấn 6 Triều Tường rồi vòng lên chiếu tiếp ăn xe. Và đến đây thì bên đen sẽ có hai đường để phòng ngự. Thứ nhất đó là tốt 3 tấn 1 thì đối phương sẽ có thể mã 8 tấn 6, sau đó có thủ pháp mã 6 tấn 7 Triều Tường chết xe ngay. Như vậy là Vương Nhất buộc phải xe 1 thoái 4 thì kỳ thủ Tường Xuyên lập tức nghĩ cách và tận dụng con xe trung lộ cực mạnh. Anh ta đã đi lướt cờ rất là thực dụng, phản ánh đúng phong cách kỳ nghệ chậm chắc, ổn định và cẩn thận của Tường Xuyên. Bên đỏ lập tức đi lướt cờ sĩ 5 tấn 6 Triều Tường ép bên đen phải phế pháo trong bối cảnh này, và anh ta đã nhẹ nhàng bình xe 5 bình 6 Triều Tường rồi ăn ngược về, đang đe dọa bắt tốt bắt pháo của đối phương. Đến đây thì bên đỏ đã hoàn toàn nắm được thời thế trong tay và chủ động giành quyền sinh sát trên chiến trường. Bên đen hoàn toàn thất vọng, thất bại, không thể cứu vãn được. Nếu như bên đen mà đi lướt cờ pháo 9 thoái 2 thì đối phương sẽ lập tức đâm xe chiều để định hình tường, sau đó là mã 8 tấn 7 tiêu trừ hậu ngoạn của con tốt và tạo ra thế trận ổn định vô cùng. Bên đỏ với lợi thế là xe pháo mã bên chiến tượng hơn quân chắc chắn là sẽ thắng trong hình thế này. Vì vậy là trong những phút giây cận kề nguy hiểm, Vương Nhất vẫn cố gắng để tìm cách hóa giải bằng lướt đi bình 3, bình 4 tiếp tục phế pháo. Nhưng lướt cờ phế pháo của bên đen không thể vượt qua được khả năng kiểm soát cục diện của Tường Xuyên. Tường Xuyên nhẹ nhàng bình xe chém pháo hơn hẳn 2 cây. Đối phương tiếp tục xe 1 bình 2 bắt mã thì Tường Xuyên lập tức sĩ 4 tấn 5. Hình cờ này đến đây bên đen đã chấp nhận buông cờ nhận thua. Bởi vì nếu như mà có đi lướt cờ xe 2 tấn 8 ăn lạnh mã thì đối phương cũng sẽ đóng xe vào đầu, sau đó sẽ có thủ pháp sĩ 5 tấn 6 tiêu trừ hậu họa và đang dọa lướt cờ tượng 5 thoái 7 để có thể mở mặt tường và chiếm lấy trung lộ. Giả như bên đen có phòng ngự tiếp theo thì bên đỏ chỉ cần đi lướt cờ xe 5 tấn 3 chiếm lấy hàng tốt với tình thế là hơn pháo chắc chắn sẽ giành được chiến thắng cuối cùng. Và ván đấu được kết thúc ở lướt cờ 40 khi Tường Xuyên dương sĩ để bắt tốt trong bối cảnh này. Ván đấu này đã hạ màn với chiến thắng oanh liệt và thuyết phục thuộc về Ngọc Diện Thần Quân Tường Xuyên với một màn công thủ bằng hệ thống ngũ dẫn pháo tam bình kinh điển. Và qua đây các bạn thấy rằng là trình độ chơi khai cuộc của Tường Xuyên cực kỳ là ấn tượng và đáng nể. Anh ta tiến công một cách từ từ chậm rãi bằng một hệ thống ngũ dẫn pháo tiến tam bình, chọn chiến thuật hoãn công bằng một tổ hợp ba lực biến, đó là thoái pháo, đấm tốt và tiến xe, với một chiêu thức mã 3 tấn 2 cực kỳ là độc đáo đã ép chết được Vương Nhất. Và bên đen đã không có đường phản trong trận đấu này, dù rằng Vương Nhất đã rất là cố gắng và Vương Nhất đã sở hữu một nền tảng trung tàn vô cùng thâm hậu, nhưng cũng không thể thoát được cái ngọn đao sắc bén đến từ những lý luận phi đao trong giai đoạn khai cuộc của Ngọc Diện Tấn Quân. Và về sau thì Tường Xuyên đã thẳng tiến vào trận chung kết khi mà vượt qua Triệu Vâm. Và vào ngày hôm qua thì Tường Xuyên đã tiếp tục lần thứ hai đánh bại được Vương Nhất trong giải đấu này và xứng đáng trở thành nhà vô địch của giải đấu Bích Quế Biên Hội lần thứ 9. Đây là một chiến thắng cực kỳ oanh liệt và vô cùng thuyết phục, thể hiện được phong độ quay cao và một khí thế ngút trời của Ngọc Diện Tấn Quân, làm tái hiện lại hình hành ảo hùng của 10 năm trước khi Tường Xuyên đã chiếm trệ trên vị trí số 1 của bảng Anh Hùng. Và xin cảm ơn tất cả sự theo dõi, mến mộ, yêu mến của các bạn. Các bạn có thể ủng hộ bằng cách là like, chia sẻ và subscribe theo dõi kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình video tiếp theo.